Tại cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 vừa bàn giao phương tiện tàu cá và 12 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BTH-97497TS cho địa phương và gia đình. Trước đó, tàu cá BTH-97497TS đang đánh bắt hải sản cách đảo Sinh Tồn Đông, xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 6 hải lý thì bị hỏng máy chính, mất khả năng cơ động và thả trôi. Thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu cấp cứu. Lúc này, tàu Trường Sa 20 thuộc Lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân đang làm nhiệm vụ gần khu vực tàu cá bị nạn đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức lai kéo về đảo Sinh Tồn Đông an toàn, đồng thời cử tổ sửa chữa của tàu hỗ trợ khắc phục sự cố máy chính cho tàu cá. 12 ngư dân trên tàu được kiểm tra y tế, phòng dịch và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông hỗ trợ lương thực thực phẩm, nước ngọt và một số vật chất phục vụ sinh hoạt cho các ngư dân. Theo đề nghị của chủ tàu, vùng 4 Hải quân đã phối hợp và bàn giao tàu cá bị nạn cho chi đội kiểm ngư số 4 để tàu KN417 đang làm nhiệm vụ gần đó lai kéo tàu cá BTH-97497TS về bờ.